Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng luôn luôn mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tình Nghệ Sĩ. Noel Phước Thịnh ngầm công khai hẹn hò, nguyện làm chỗ dựa cho người khác. Dòng trạng thái khó hiểu của nam ca sĩ khiến cho người hâm mộ không khỏi thắc mắc, phải chăng Noel Phước Thịnh đã có bạn gái? Vừa qua, trên trang cá nhân, Noel Phước Thịnh đã đăng tải một bài viết liên quan đến chuyện tình cảm nhưng không nói rõ tên tuổi ai, cũng chẳng nhận là mình. Qua những lời lẽ đăng tải, fan ngầm hiểu nam ca sĩ đang ở cạnh người yêu. Hát hả? Quên mất cách hát thế nào rồi? Thứ anh dở nhất lúc này là tắm rửa sạch sẽ, rồi ra sofa ngồi để ai đó gác, ôm, cắn, lau nước mắt, nước mũi khi xem phim tình cảm Hàn Quốc. Khóc lóc cho đã rồi ngủ lúc nào không hay, Noel Phước Thịnh viết. Ngay lập tức thì bài viết của Noel Phước Thịnh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Phần lớn mọi người đều đặt nghi vấn là anh có người yêu và đang rất hạnh phúc bên nửa kia của mình. Lần gần đây nhất, giọng ca gạt đi nước mắt từng chia sẻ bất ngờ khi thừa nhận chuyện tình cảm, từng có thời gian hẹn hò với Hoa hậu Mai Phương Thúy. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết cả hai đã chia tay và giờ đây chỉ là bạn bè, vẫn giữ tình cảm quý mến nhau. Trước đó, nam ca sĩ còn vướng phải tin đồn về giới tính, nên bài viết lần này, người hâm mộ rất mong đợi nam ca sĩ sẽ công khai nửa kia của mình. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và nếu các bạn thấy hay, xin hãy nhấn nút subscribe and like và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những kết quả, những tin tức mới nhất, hot nhất đến từ Tình Hot 24 giờ nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.